Sáng ngày 4 tháng 9, xã An Ninh, huyện Tiền Hải đã tổ chức lễ công bố quyết định đổi tên trường trung học cơ sở An Ninh thành trường trung học cơ sở Bùi Viện, đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, cắt băng khánh thành công trình trường học và khai giảng năm học mới 2022-2023. Đến dự có đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Đinh Văn Ân, trợ lý Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thiếu tướng Ngô Văn Giao, Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng. Về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thượng tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí lãnh đạo đại diện các sở ngành. Thể theo nguyện vọng của Đảng bộ nhân dân xã An Ninh thay vào cho trường trung học cơ sở An Ninh, ngày 2 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải đã ra quyết định số 5291 về việc đổi tên trường trung học cơ sở An Ninh thành trường trung học cơ sở Bùi Viện. Việc đổi tên trường mang tên danh nhân văn hóa Bùi Viện, người con quê hương Tiền Hải, một nhà cải cách và ngoại giao của Việt Nam cuối thế kỷ 19, đã có công rất lớn trong công cuộc canh tác đất nước, là niềm vui mừng phấn khởi, tự hào đối với Đảng bộ và nhân dân xã An Ninh để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Nhân đôi niềm vui, thay vai trò trường trung học cơ sở Bùi Viện này, trường trung học cơ sở An Ninh xưa được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Nhiều năm liền nhà trường đã thực hiện tốt các hoạt động dạy và học, luôn xếp top đầu về chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng mũi nhọn của huyện Tiền Hải. Đặc biệt, nhà trường đã làm tốt công tác xã hội hóa, huy động kinh phí của con em xa quê để xây dựng cơ sở vật chất trường học. Công trình trường trung học cơ sở Bùi Viện khởi công xây dựng từ năm 2019 và đến nay đã hoàn thiện đồng bộ, được đưa vào sử dụng. Tổng dự toán công trình là 35 tỷ đồng. Tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, cùng lãnh đạo tỉnh và các đại biểu thực hiện cắt băng khánh thành trường trung học cơ sở Bùi Viện. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trao bằng công nhận trường đạt chuẩn mức độ 2 cho trường trung học cơ sở Bùi Viện và trao 10 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó. Các tổ chức cá nhân đã trao tặng kinh phí mua trang thiết bị phòng máy tính cho trường trung học cơ sở Bùi Viện và trường tiểu học Ngô Quang Bích và trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó.